Do đó có câu nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Nghĩa là một niệm sân nổi lên, trăm vạn cửa chướng đều mở ra. Những gì là trăm vạn chướng? Đó là chướng chẳng thấy Bồ Đề, chướng chẳng nghe chánh pháp, chướng sinh thế giới bất tịnh, chướng sinh vào các đường ác, chướng sinh vào nơi các nạn, chướng nhiều các bệnh tật, chướng nhiều người phỉ báng, chướng sinh vào cõi ngu độn, chướng hoại mất chánh niệm, chướng thiếu trí huệ. Những gì là trăm vạn chướng? Chướng tức là chướng ngại hay chướng ngại thánh đạo, hay chướng ngại chứng đắc quả thánh như đã nói, chướng không thấy được Bồ Đề giác đạo, chướng không nghe được chánh pháp. Hiện tại chúng ta đang ở đây giảng Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, nhưng có người không nghe được, nhìn chẳng thấy được, chẳng biết Pháp Sư giảng Pháp gì. Tại sao? Vì bị nghiệp chướng che lấp, lại có chướng sinh ra ở thế giới chẳng thanh tịnh, giống như chúng ta sinh ra ở thế giới đầy ác năm trược. Đây tức là thế giới chẳng thanh tịnh, chướng sinh ra trong 4 đường ác, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, chướng sinh ra nơi 8 nạn, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Bắc Cầu Lư Châu, trời trường thọ, cầm điếc mù, thế trí biện thông, trước Phật sau Phật. Tại sao con người hay có bệnh tật? Vì nhân duyên nghiệp chướng, cho nên chướng có nhiều thứ bệnh tật. Tại sao thường bị người khác phỉ báng? Rõ ràng mình đang tu hành nhưng bị phỉ báng chẳng tu hành. Vì đời trước bạn đã từng phỉ báng kẻ khác, đó là nhân quả báo ứng, cho nên có chướng bị phỉ báng. Có chướng ngu si ám độ, đối với họ nói chánh pháp thì họ chẳng tin, đối với họ nói tà pháp thì họ tin. Tại sao? Vì họ đã mất đi chánh niệm, bất cứ đối với sự vật gì đều chẳng rõ ràng, hồ đồ trong hồ đồ, do đó chấp mê chẳng ngộ. Tại sao? Vì thiếu trí huệ. Chướng mắt, chướng tai, chướng mũi, chướng lưỡi, chướng thân, chướng ý, chướng ác trí thức, chướng bạn ác đảng, chướng thích tu tiểu thừa, chướng thích gần kẻ phàm phu. Có chướng mắt chẳng thấy được Phật, có chướng tai chẳng nghe được pháp, có chướng mũi chẳng ngửi được mùi hương, có chướng lưỡi chẳng đếm được vị, có chướng thân chẳng kiện toàn, hành động chẳng phương tiện, sinh ra mọi sự chướng ngại. Có chướng ý chẳng thanh tịnh, tư tưởng chẳng chánh đáng, sinh ra mọi sự chướng ngại. Gặp ác tri thức, bị lời hay ý đẹp làm mê hoặc, chẳng tin chánh pháp mà tin tà pháp. Người tu đạo phải gần gũi thiện tri thức, xa lìa ác tri thức, đó là việc quan trọng nhất. Bằng không bị ác tri thức làm chướng ngại, gặp bạn bè ác, kết thành băng đảng, chẳng có việc ác nào mà chẳng làm hại xã hội, đó cũng là chướng. Bỏ pháp đại thừa, tu tập pháp tiểu thừa, đó cũng là chướng. Nghe người ta nói Nam truyền pháp tiểu thừa là thật, Bắc truyền pháp đại thừa là giả, liền bị lay động, đó cũng là chướng. Thích gần gũi kẻ phàm phu tục tử ngu muội, chẳng rõ sự lý, đó cũng là chướng. Chướng chẳng tin ưa người đại oai đức, chướng thích cùng ở với người lìa chánh kiến, chướng sinh vào nhà ngoại đạo, chướng trụ cảnh giới ma, chướng lìa khỏi chánh giáo của Phật, chướng chẳng thấy bạn lành, chướng khó trồng cát lành, chướng tăng pháp bất thiện, chướng được nơi hạ liệt, chướng sinh nơi biên địa, chẳng tin Bồ Tát, đây cũng là chướng. Hoan hỷ ở chung với kẻ tà tri tà kiến, chẳng cùng ở với người chánh trị chánh kiến, đây cũng là chướng. Sinh vào nhà bàng môn tà đạo, bị hoàn cảnh ảnh hưởng, mất đi tâm Bồ Đề, đây cũng là chướng. Trụ cảnh giới ma, đây cũng là chướng. Người tu đạo nên nhớ, không thể sinh tâm sân hận, nếu sinh tâm sân hận thì trăm vạn cửa chướng đều mở ra đón bạn đi vào, thọ sự khống chế của nó. Chúng ta phải phản tỉnh triệt đề, có chướng ngại gì chăng? Nếu có thì phải mau sửa đổi, nếu không có thì phải dũng mãnh tinh tấn, xa lìa tất cả sự chướng ngại. Người đời thường nói Phật giáo là mê tín, là giáo của kẻ ngu tin, khiến cho họ nghe được lìa bỏ chánh giáo của Phật, đây cũng là chướng. Không muốn gần gũi bạn lành, thích gần gũi với bạn ác, đây cũng là chướng. Muốn trồng căn lành, tu phước công đức, nhưng bị nghiệp chướng ngại, lại chẳng muốn trồng căn lành, đây cũng là chướng. Tăng thêm pháp bất thiện, làm những việc điên đảo, đây cũng là chướng. Tuy sinh làm người, những 6 căn không đủ, ngũ quan bất chánh, đây cũng là chướng. Sinh vào nơi biên địa, chẳng gặp được Phật, chẳng nghe được pháp, chẳng gặp được tăng, đây cũng là chướng. Chướng sinh vào nhà kẻ ác, chướng sinh trong ác thần, chướng sinh trong rồng ác, dạ xoa ác, Càn Thát Bà ác, A-tu-la ác, Cà Lầu la ác, Khẩn Na la ác, Ma Hầu la giả ác, La Sát ác. Sinh vào trong gia đình ác, vốn muốn học Phật pháp bị cha mẹ phản đối, chẳng cho học chánh pháp, đây cũng là chướng. Sinh vào trong ác thần, chẳng bảo hộ người tu đạo, ngược lại phá hoại người tu đạo, đây cũng là chướng. Sinh vào trong dòng ác, truyền phùn khí độc làm hại chúng sinh, sinh vào trong dạ xoa ác, chuyên tìm người để làm phiền khiến cho họ tăng thêm tai nạn, sinh vào trong càn thát bà ác, truyền sướng lên tiếng du dương, dẫn dụ người tưởng bậy bạ, sinh vào trong a tu la ác, truyền môn tranh giành với người làm tăng thêm nhiều sự nguy nan, sinh vào trong ca lâu la ác, truyền môn sát sinh chẳng có tâm tử bi, sinh vào trong khẩn na la ác, truyền tấu khúc lưu hành chẳng tấu khúc trang nghiêm pháp, sinh vào ma hầu la giả ác, truyền hại chúng sinh khiến cho chúng sinh chẳng được an toàn, đó là thiên long bát bộ ác thật. Người tu đạo nếu sinh tầm nóng giận, chẳng có tầm nhẫn nại, sẽ có những chướng này, sinh vào trong là sát ác, chuyên ăn người có dục tâm. Đây cũng là chướng. Chướng chẳng thích Phật pháp, chướng tập pháp nhi đồng ngu muội, chướng ưa chấp tiểu thừa, chướng chẳng ưa đại thừa, chướng tánh nhiều sợ hãi, chướng tâm thường yêu sầu, chướng ái chấp sinh tử, chướng chẳng chuyên Phật pháp, chướng chẳng vui thấy nghe thần thông tự tại của Phật, chướng chẳng đắc được các căn Bồ Tát, chẳng muốn nghe Phật pháp, nếu như nghe mà sinh tâm nhàm chán, đây cũng là chướng. Muốn học tập hành vi ngu muội của trẻ con, đây cũng là chướng. Chẳng hoan hỉ học pháp đại thừa, đây cũng là chướng. Vì tâm tánh chẳng chánh đáng, thường có hiện tượng sợ hãi, đây cũng là chướng. Trong tâm thường sinh yêu sầu phiền não chẳng có an lạc, đây cũng là chướng. Tham ái sinh tử, tình ái, hoan hỉ lưu truyền trong luân hồi, đây cũng là chướng. Chẳng chuyên tâm học Phật pháp, gặp lúc đến chùa lễ Phật trông trước căn lành, khi trở về nhà lại uống rượu ăn thịt đánh bài. Đối với những việc này thì chuyên tâm, còn đối với Phật pháp chẳng chuyên tâm, đây cũng là chướng. Có người cho rằng thần thông là lời nói không có căn cứ, cho nên chẳng muốn thấy thần thông tự tại của Phật Bồ Tát, đây cũng là chướng. Chẳng đắc được cảnh giới 6 căn dụng với nhau của Bồ Tát. Tại sao? Vì tai chẳng thông, mắt chẳng rõ, đây cũng là nhân duyên chướng đạo. Chướng chẳng tu hành tịnh hạnh Bồ Tát, chướng thối khiếp thâm tâm Bồ Tát, chướng chẳng sinh đại nguyện Bồ Tát, chướng tâm chẳng phát nhất thiết trí, chướng giải đãi đối với hạnh Bồ Tát, chướng không thể tịnh trị các nghiệp, chướng không thể nhiếp lấy phước lớn, chướng trí lực không thể sáng lợi, chướng dứt nơi trí huệ rộng lớn, chướng chẳng hộ trì các hạnh Bồ Tát, chẳng tu hành tịnh hạnh của Bồ Tát, chẳng học tập pháp không nhiễm của Bồ Tát, đây cũng là chướng. Đối với 4 tâm vô lượng của Bồ Tát phát tâm từ bi hỷ xả, sợ hãi thối khiếp, chẳng chịu thực hành, đây cũng là chướng. Chẳng muốn phát đại nguyện của Bồ Tát, chẳng muốn phát tâm để học nhất thiết trí, đây đều là nhân duyên chướng đạo. Đối với pháp môn lục độ vạn hạnh của Bồ Tát, giải đãi không chịu tinh tấn, không thể tịnh trị thân miệng ý ba nghiệp, không thể nhiếp lấy phước báo lớn, tai mắt không thể thông lợi, không thể có trí huệ rộng lớn, không thể hộ trì các hạnh của Bồ Tát. Tại sao? Vì có sự chướng ngại. Chướng thích phỉ báng lời nói của bậc nhất thiết trí, chướng ra lìa chư Phật Bồ Đề, chướng thích ở các cảnh giới ma, chướng chẳng chuyên tu cảnh giới Phật, chướng chẳng quyết định phát hoàng thệ nguyện của Bồ Tát, chướng chẳng thích ở chung với Bồ Tát, chướng chẳng cầu căn lành của Bồ Tát, chướng tánh nhiều kiến hoặc, chướng tâm thường ngu tối, chướng không thể thực hành bố thí bình đẳng của Bồ Tát, vì tham sân không bỏ được. Thích phỉ báng lời nói của bậc có trí huệ nói, xa lìa Bồ Đề giác đạo của chư Phật, hoan hỷ trụ ở cảnh giới của ma, tâm cam tình nguyện làm quyến thuộc của ma, chẳng chuyên tâm tu trì hết thảy cảnh giới của Phật, không thể quyết định pháp 4 hoàng thệ nguyện của Bồ Tát, không muốn ở chung với Bồ Tát, chẳng muốn học căn lành của Bồ Tát, tự tánh nhiều nghi hoặc, kiến hoặc và tư hoặc, tâm rất nặng, vô sĩ đen tối, chẳng có trí huệ quang minh, chẳng tu hành tâm bố thí bình đẳng của Bồ Tát, san tham xa bỏ chẳng được. Nếu tâm sân hận sinh khởi, sẽ có những chướng này, chướng ngại bạn tu đạo chẳng được thành tựu. Chúng ta học tập Phật pháp không thể không cẩn thận, bất cứ như thế nào không thể nổi sân với người khác, phải hiểu rõ lửa vô minh có thể thiêu sạch rừng công đức. Vì không giữ giới của Như Lai nên chướng khởi và phá giới. Vì không thể vào môn khảm nhẫn nên chướng khởi ngu si não hại sân hận. Vì không thể thực hành đại tinh tấn của Bồ Tát nên chướng khởi sự giải đãi cấu bẩn. Vì không thể đắc được các tam muội nên chướng khởi tán loạn. Vì không tu trị bát nhã ba la mật nên chướng khởi ác huệ. Chướng ở trong xứ phi xứ không thiện xảo, chướng đối với độ chúng sinh không phương tiện, chướng ở trong trí huệ Bồ Tát không thể quan sát, chướng ở trong pháp xuất ly của Bồ Tát không thể biết rõ, chướng không thể thọ trì giới của Phật chế mà khởi phá giới, chướng không thể vào môn khảm nhẫn thống khổ mà sinh khởi tâm ngu si, tâm não hại, tâm sân hận, Chướng vì không thể tu hành đại tinh tấn của Bồ Tát nên xin khỏi giải đãi cấu bẩn. Giống như hiện tại Đà Thiền Thất, có người cho rằng đêm ngủ không đủ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, cảm thấy tinh tấn chịu không nổi nên giải đãi lười biếng, đó là chướng giải đãi cấu bẩn. Chướng không thể đắc được chánh định chánh thọ của Bồ Tát nên xin khỏi phiền não, vọng tưởng chấp trước. Ngồi tại đây tham thiền mà cảm thấy chẳng thoải mái, toàn thân chẳng tự tại, đây tức là chướng tán loạn. Chướng vì không tu trị bát nhã ba la mật nên sinh ra ác trí huệ. Giống như có người tự mình giảng đạo lý cho mình, nói Phật chẳng từ bi, chẳng giá trị cho họ. Tóm lại cái này cũng không đúng, cái kia cũng không đúng, ai cũng đều không đúng, chỉ có mình đúng. Đây là chướng ác trí huệ. Ở tại thị xứ đạo tràng tu tập, hoặc tại phi xứ đạo tràng chẳng tu tập, chẳng có phương tiện khéo léo, đây cũng là chướng. Ở trong sự hóa độ chúng sinh, chẳng biết làm thế nào vận dụng pháp môn quyền xảo phương tiện, đây cũng là chướng. Ở trong trí huệ Bồ Tát không thể quan sát tất cả cảnh giới, đây cũng là chướng. Ở trong pháp xuất ly tam giới của Bồ Tát không thể thấu rõ pháp xuất thế của Bồ Tát, đây cũng là chướng. Chướng vì không thành tựu 10 thứ mắt rộng lớn của Bồ Tát nên mắt như sinh ra đã mù. Chướng vì tai không nghe pháp vô ngại nên miệng như câm. Chướng vì chẳng đủ tướng tốt nên càn mũi phá hoại. Chướng vì không thể biện rõ lời lẽ chúng sinh nên thành tựu căn lưỡi. Chướng vì khinh tiện chúng sinh nên thành tựu căn thân. Chướng vì tâm nhiều cuồng loạn nên thành tựu ý căn. Chướng chẳng giữ 3 thứ luật nghi nên thành tựu thân nghiệp. Chướng vì luôn khởi 4 thứ lỗi lầm nên thành tựu lời nghiệp. Chướng vì sinh nhiều tham sân tà kiến nên thành tựu ý nghiệp. Chướng tặc tâm cầu pháp. Chướng vì không thể thành tựu 10 thứ mắt rộng lớn nên con mắt giống như người mới sinh ra đã mù lòa, sinh ra nhìn chẳng thấy gì. Tuy có lỗ tai nhưng nghe chẳng được pháp vô ngại, có miệng cũng không thể nói, giống như người câm, đây cũng là chướng. Chẳng đầy đủ tướng tốt nên lỗ mũi bị phá hoại, mất đi khiếu giác. Chướng vì kinh tiện chúng sinh nên thành tựu thân căn không hoàn toàn. Chướng vì tâm nhiều cuồng loạn, tinh thần chẳng tập trung, không thể bình tâm tĩnh khí để phân tích sự lý, để quan sát sự vật. Do nhân duyên đó nên thành tựu ý thân bất an. Chướng vì chẳng giữ giới sát sinh trộm cắp tà dâm nên thành tựu thất nghiệp. Chướng vì sinh khởi nói dối, theo dệt han lưỡi chửi mắng, 4 lỗi lầm nên thành tựu lời nghiệp. Chướng vì sinh nhiều tâm tham sân si ba độc nên thành tựu ý nghiệp. Phàm là dụng tâm chẳng thẳng để cầu pháp là trộm pháp. Giống như có kẻ trộm đến chùa Kim Sơn nghe kinh, chẳng nói rõ từ đâu đến, đó tức là chướng tặc tâm cầu pháp. Chướng đoạn tuyệt cảnh giới Bồ Tát. Chướng ở trong pháp Bồ Tát dũng mãnh, sinh tâm thối khiếp. Chướng ở trong đạo xuất ly của Bồ Tát, sinh tâm lười biếng. Chướng ở trong môn trí huệ quang minh của Bồ Tát, sinh tâm ngừng nghỉ. Chướng ở trong niệm lực Bồ Tát, sinh tâm hạ liệt nhu nhược. Chướng ở trong giáo pháp Như Lai không thể trụ giữ. Chướng nơi đạo lìa sinh của Bồ Tát không thể gần gũi. Chướng nơi đạo không thất hoại của Bồ Tát không thể tu tập. Chướng tùy thuận nhị thừa tránh vị. Chướng ra lìa giống tánh chư Phật Bồ Tát ba đời. Đoạn tuyệt cảnh giới của Bồ Tát, đây cũng là chướng. Tại sao? Vì không tin. Hạnh của Bồ Tát tu họ không thể tu, giống như hàng tiểu thừa, không thừa nhận có cảnh giới của Bồ Tát. Đối với pháp của Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn thì chướng sinh ra thối khiếp. Đối với đạo xuất ly tam giới của Bồ Tát thì chướng sinh ra lười biếng. Đối với môn quang minh trí huệ của Bồ Tát thì chướng sinh ngừng nghỉ. Đối với niệm lực của Bồ Tát thì sinh ra chướng liệt nhược. Đối với giáo pháp của Như Lai thì có chướng không thể trụ giữ. Đối với đạo xa lìa sinh tử của Bồ Tát thì có chướng không thể gần gũi. Đối với đạo Bồ Đề không thất hoại của Bồ Tát thì có chướng không thể tu tập. Tùy thuận pháp môn nhị thừa để học tập thì có chướng này. Chướng xa lìa giống tánh của chư Phật Bồ Tát ba đời thì có chướng này. Phật tử nếu Bồ Tát đối với các Bồ Tát khởi một tâm sân thì sẽ thành tựu trăm vạn cửa chướng như vậy. Tại sao? Phật tử, vì ta không thấy có một pháp nào lỗi ác lớn bằng các Bồ Tát đối với Bồ Tát khác khởi tâm sân. Các vị đệ tử của Phật, giả sử có Bồ Tát đối với các Bồ Tát khác sinh khởi một niệm sân hận thì sẽ thành tựu trăm vạn cửa chướng như đã nói ở trên. Tại sao vậy? Phật tử, vì ta chẳng thấy có một pháp nào lỗi ác lợi hại lớn bằng Bồ Tát đối với Bồ Tát khác sinh khởi tâm sân hận. Bồ Tát chẳng còn vô minh, tu pháp môn nhẫn nại, tuyệt đối không khởi tâm sân hận. Tư tưởng của Bồ Tát từ bi làm hoài bão, ban cho chúng sinh sự an vui, diệt trừ đau khổ của chúng sinh. Do đó có câu vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Đối với chúng sinh còn như thế, Hạ huống đối với Bồ Tát càng không thể nào nổi tâm sân hận. Cho nên các đại Bồ Tát muốn mau viên mãn các hạnh Bồ Tát thì phải sinh tu 10 pháp. Những gì là 10? Đó là tâm chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh đối với các Bồ Tát sinh tưởng Như Lai, vĩnh viễn không phỉ báng tất cả Phật pháp, biết các cõi nước không cùng tận. Đối với hạnh Bồ Tát sinh tâm tin ưa thâm sâu, chẳng xả bỏ tâm Bồ Đề bình đẳng hư không pháp giới, quán sát Bồ Đề vào lực của Như Lai, tinh cần tu tập biện tài vô ngại, giáo hóa chúng sinh không có mỏi nhảm, trụ tất cả thế giới tâm không chấp trước. Đó là 10. Bởi nguyên nhân đó, cho nên các đại Bồ Tát nếu muốn mau chóng viên mãn các hạnh Bồ Tát tu thì phải sinh tu 10 thứ pháp môn. Những gì là 10 thứ pháp môn? Đó là: 1. Tâm chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh, lúc nào cũng nghĩ đến, lúc nào cũng giáo hóa. 2. Đối với các Bồ Tát lúc nào cũng cung kính, lúc nào cũng lễ bái giống như cung kính Phật. 3. Vĩnh viễn không phỉ báng Phật pháp tăng Tam Bảo. 4. Biết các cõi Phật không cùng tận. 5. Đối với hạnh Bồ Tát sinh tâm tin và ưa thích thâm sâu. 6. Bồ Tát chẳng xả bỏ tâm Bồ Đề bình đẳng hư không pháp giới. 7. Bồ Tát quán sát Bồ Đề giác đạo mà chứng nhập lực của Như Lai. 8. Bồ Tát tinh tấn sinh tu học tập biện tài vô ngại. 9. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh không có mệt mỏi và nhàm chán. 10. Bồ Tát tùy trụ tất cả thế giới nhưng tâm không chấp trước, chẳng giống như chúng ta đến thế giới ta bà, lưu truyền quên về, tham luyến vui năm dục, không biết trở về cố hương của mình, cõi thường tịch quang. Ở trên là 10 thứ pháp môn của bậc tu Bồ Tát đạo phải tu hành. Phật tử đại Bồ Tát an trụ 10 pháp này rồi nên được đầy đủ 10 thứ thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là thông đạt pháp thâm sâu thanh tịnh, gần gũi thiện tri thức thanh tịnh, hộ trì các Phật pháp thanh tịnh, thấu đạt cõi hư không thanh tịnh và sâu pháp giới thanh tịnh, quán sát vô biên tâm thanh tịnh với tất cả Bồ Tát đồng thiện căn thanh tịnh, chẳng chấp các kiếp thanh tịnh, quán sát ba đời thanh tịnh, tu hành tất cả các Phật pháp thanh tịnh. Đó là 10. Các vị Phật tử đại Bồ Tát an trụ 10 pháp này rồi nên được đầy đủ viên mãn 10 thứ thanh tịnh. Những gì là 10 thứ thanh tịnh? Đó là: 1. Thông đạt pháp thanh tịnh thâm sâu vi diệu vô thượng. 2. Gần gũi thiện tri thức thanh tịnh. Người tu hành phải gần gũi thiện tri thức, xa lìa ác tri thức. Thiện tri thức có tư tưởng tránh trì tránh kiến, dạy bảo chúng ta giữ gìn quy cụ, y pháp tu hành. Ác tri thức có tư tưởng tà trì tà kiến, dạy chúng ta không giữ giới luật, không y pháp tu hành. Gần gũi thiện tri thức mới có thể đắc được pháp thanh tịnh, gần gũi ác tri thức thì đắc được pháp nhiễm ô. 3. Hộ trì các Phật pháp thanh tịnh. Phàm là Phật giáo đồ đều có trách nhiệm hộ trì Tam Bảo, không thể nhìn ngoại đạo phá hoại Phật giáo. Chúng ta không nghe không hỏi, như vậy thì chẳng tận hết trách nhiệm hộ pháp. Cho nên đệ tử Phật phải hộ trì chánh pháp làm trách nhiệm của mình, khiến cho Phật pháp trụ mãi ở đời, vĩnh viễn thanh tịnh. 4. Thấu rõ thông đạt bản tánh cõi hư không thanh tịnh, do đó bổn lai không nhất vật, hà xứ nhạn trần ai. Nghĩa là xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi bặm. 5. Vào sâu tất cả pháp giới thành tịnh, khiến cho mình đồng với pháp giới làm một thể, thành pháp thân. 6. Quán sát vô biên tâm chúng sinh thanh tịnh. 7. Với tất cả Bồ Tát đồng căn lành thanh tịnh, thành tựu đầy đủ căn lành của Bồ Tát có, đắc được sự thanh tịnh vốn có. 8. Chẳng chấp trước và các kiếp thanh tịnh. Chúng ta đang đả thiền thất, chẳng có thời gian dài, cũng chẳng có thời gian ngắn. Đừng trụ vào thời gian, đừng khởi vọng tưởng khóa thiền thất này chưa xong. Nếu đã xong khóa thiền thất thì quý vị lại giải đãi mà đi. Bây giờ đang là khóa thiền thất, phải phấn chấn tinh thần, chuyên tâm dụng công, trở thành một khối công phu. Đến nhà thì tự nhiên sẽ khai ngộ. So sánh sự lên núi, sai một bước thì cũng không thể đến được đỉnh núi, nhất định phải tiến lên được bước cuối cùng thì mới gọi là công phu thành tựu. Nếu không tiến lên được bước cuối cùng thì không thể đến được đỉnh núi, nếu lùi lại một bước thì có nguy cơ bị rớt xuống núi. Hiện tại hai vị Tam Bộ Nhất Bái đang chiến đấu với sinh tử, tu hành tiến về trước, tu hành. Nếu chỉ cần sai một chút thì sự khảo nghiệm sẽ không thành công, vẫn phải luyện lại từ đầu, phải tu pháp môn đoạn dục khử ái, đoạn đến cực điểm, lại sinh ra lại. Tại sao? Vì còn vọng tưởng sinh ra thì tình ái sẽ theo sau. Nếu không còn vọng tưởng thì tình ái cũng không còn nữa, đó mới thật là thanh tịnh. Người tu đạo đừng mong đã xong thiền thất, nếu thiền thất kết thúc cũng phải tiếp tục dụng công để khởi công phu miên mật. Khi dụng công đến sân cùng thủy tận, phong hồi lộ chuyển thì đầu xào trong trượng, tiến thêm một bước, 10 phương thế giới hiện toàn thân. Như vậy mới có thể khôi phục lại bản lai diện mục. 9. Bồ Tát dùng diệu quan sát trí để quan sát ba đời thanh tịnh. 10. Tu hành tất cả các Phật pháp thanh tịnh. Pháp môn thanh tịnh thì không tham không nhiễm. Phàm là tham tình, tham ái, tham danh, tham lợi, đó đều là pháp nhiễm ô. Hoặc tham tài sắc, danh ăn ngủ, hoặc tham sắc thành hương vị xúc. Cảnh giới năm dục này nếu tham thì chẳng phải là pháp thanh tịnh. Chúng ta người tu hành không nên tham bất cứ gì hết. Cho đến ý niệm tham vi tế cũng không còn tồn tại nữa mới là thanh tịnh. Ở trên là 10 thứ thanh tịnh đầy đủ của Bồ Tát. Phật tử Đại Bồ Tát trụ 10 pháp này rồi, liền được đầy đủ 10 thứ trí rộng lớn. Những gì là 10? Đó là trí biết tất cả tâm hạnh của chúng sinh, trí biết tất cả nghiệp báo của chúng sinh, trí biết tất cả Phật Pháp, trí biết tất cả Phật Pháp lý thú sâu dày, trí biết tất cả môn đà la ni, trí biết tất cả văn tự biện tài, trí biết tất cả lời lẽ âm thanh từ biện thiện xảo của chúng sinh, trí khắp hiện thân mình trong tất cả thế giới, trí khắp hiện hình bóng trong tất cả pháp hội, trí đủ nhất thiết trí trong tất cả chỗ thọ sinh, đó là 10. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát trụ 10 pháp thanh tịnh này rồi, liền được đầy đủ 10 thứ trí huệ rộng lớn. Những gì là 10 thứ trí huệ? Đó là 1. Trí biết tất cả tâm tưởng và hành vi của chúng sinh. Ngài có trí huệ này, đó là biết chân chánh, đã khai mở mắt trí huệ. 2. Trí biết tạo nghiệp gì, thọ báo gì của tất cả chúng sinh, do đó khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, tơ hảo không sai. 3. Trí biết tất cả Phật Pháp đều thấu rõ thông đạt nghĩa lý Phật Pháp. 4. Trí biết tất cả Phật Pháp lý thú sâu dày. Đạo lý không dễ gì minh bạch được, đạo lý tông thú này Ngài đều hiểu rõ được. 5. Trí biết tất cả môn đà la ni, dịch là tổng trì, tổng tất cả Pháp trì vô lượng nghĩa, tức cũng là tổng trì giới định huệ tiêu diệt tham sân si. Tóm lại thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh. 6. Trí biết tất cả văn tự, các văn tự khác nhau trên thế giới không thể mà tự thông. 7. Trí biết tất cả ngôn ngữ, âm thanh khác nhau, đủ thứ từ biện, các thứ thiện xảo của chúng sinh. Tóm lại Bồ Tát đối với loài chúng sinh nào thì nói thứ ngôn ngữ đó, văn tự đó, từ biện đó, thiện xảo đó đều viên dung vô ngại. 8. Trí khắp hiện thân mình trong tất cả thế giới, đi đến gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật. Ngài có thật thông trí huệ này. 9. Trí khắp hiện hình bóng trong tất cả chúng hội. Ngài có thần thông trí huệ này. 10. Trí đủ nhất thiết trí trong tất cả chỗ thọ sinh. Khi trụ thầy mẹ, Ngài có thần thông trí huệ này. Đó là 10 thứ trí huệ rộng lớn không thể nghĩ bàn, tức cũng là 10 thứ thần thông không thể nghĩ bàn. Phật tử Đại Bồ Tát trụ 10 trí này rồi, liền được 10 thứ vào khắp. Những gì là 10? Đó là tất cả thế giới vào trong một lỗ chân lông, một lỗ chân lông vào trong tất cả thế giới, tất cả thân chúng sinh vào một thân vào tất cả thân chúng sinh, bất khả thuyết kiếp vào một niệm vào bất khả thuyết kiếp, tất cả Phật Pháp vào một Pháp vào tất cả Phật Pháp, bất khả thuyết, nơi vào một nơi vào bất khả thuyết nơi, bất khả thuyết căn vào một căn vào bất khả thuyết căn, tất cả căn vào chẳng phải căn vào tất cả tường vào một tường vào tường, tất cả lời nói vào một lời nói vào tất cả lời nói, tất cả ba đời vào một đời vào tất cả ba đời, đó là 10. Các vị Phật tử Đại Bồ Tát trụ 10 thứ trí huệ này rồi, liền chứng được cảnh giới 10 thứ vào khắp. Những gì là 10 thứ vào khắp? Đó là 1. Tất cả thế giới vào được trong một lỗ chân lông lại vào được trong tất cả thế giới. Đây là cảnh giới trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, lớn nhỏ vô ngạn, lớn nhỏ viên dung. Theo quan điểm nhìn của phàm phu chúng ta thì cảm thấy cảnh giới này tuyệt đối không thể được, cho nên cho rằng chẳng có. Nhưng Phật Bồ Tát chứng được thần thông trí huệ thì xem ra là sự việc rất bình thường. 2. Tất cả thân chúng sinh vào được một thân chúng sinh vào được tất cả thân chúng sinh. Đây là cảnh giới một nhiều vô ngại. 3. Bất khả thuyết kiếp có thể rút ngắn vào trong một niệm có thể kéo dài vào trong bất khả thuyết đại kiếp. 4. Tất cả Phật Pháp chỉ là một Pháp căn bản vào được trong tất cả Phật Pháp. 5. Bất khả thuyết nơi vào một nơi lại có thể vào bất khả thuyết nơi. 6. Bất khả thuyết căn vào được trong một căn lại có thể vào trong bất khả thuyết căn. 7. Tất cả căn vào chẳng phải căn lại sinh ra tất cả căn. 8. Tất cả vọng tưởng vào trong một tưởng vào trong tất cả tưởng. 9. Tất cả lời nói vào trong một lời nói vào trong tất cả lời nói. 10. Tất cả ba đời vào một đời vào tất cả ba đời. Đó là 10 thứ cảnh giới vào khắp. Những cảnh giới đó không thể nghĩ bàn, không thể dùng con mắt của phàm phu để đo lường. Phật tử Đại Bồ Tát quán sát như vậy rồi, điền trụ vào 10 thứ tâm thủ thắng vi diệu. Những gì là 10? Đó là tâm thủ thắng vi diệu trụ vào ngôn ngữ, chẳng phải ngôn ngữ của tất cả thế giới. Tâm thủ thắng vi diệu trụ vào tưởng niệm, không chỗ y chỉ của tất cả chúng sinh. Tâm thủ thắng vi diệu trụ vào cõi hư không rốt ráo. Tâm thủ thắng vi diệu trụ vào vô biên pháp giới. Tâm thủ thắng vi diệu trụ vào tất cả Phật pháp sâu dày. Tâm thủ thắng vi diệu trụ vào pháp thâm sâu không khác biệt. Tâm thủ thắng vi diệu trụ vào trừ diệt tất cả nghi hoặc. Tâm thủ thắng vi diệu trụ vào tất cả đời bình đẳng không khác biệt. Tâm thủ thắng vi diệu trụ vào chư Phật ba đời bình đẳng. Tâm thủ thắng vi diệu trụ vào lực vô lượng của tất cả chư Phật. Đó là 10. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát quán sát như vậy rồi, liền chứng được 10 thứ tâm thủ thắng vi diệu. Những gì là 10 thứ tâm thủ thắng vi diệu? Đó là 1. Tâm thủ thắng vi diệu trụ vào ngôn ngữ và chẳng phải ngôn ngữ của hết thảy chúng sinh tất cả thế giới. 2. Tâm thủ thắng vi diệu trụ vào tưởng niệm không chỗ y chỉ của tất cả chúng sinh, do đó ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. 3. Tâm thủ thắng vi diệu trụ vào cõi hư không rốt ráo. 4. Tâm thủ thắng vi diệu trụ vào vô biên pháp giới. 5. Tâm thủ thắng vi diệu trụ vào tất cả Phật pháp sâu dày. 6. Tâm thủ thắng vi diệu trụ vào pháp thâm sâu không phân biệt. 7. Tâm thủ thắng vi diệu trụ vào chẳng còn tất cả nghi hoặc. 8. Tâm thủ thắng vi diệu trụ vào tất cả đời bình đẳng không có phân biệt. 9. Tâm thủ thắng vi diệu trụ vào chư Phật ba đời bình đẳng. 10. Tâm thủ thắng vi diệu trụ vào 10 lực vô lượng của tất cả chư Phật. Đó là 10 thứ cảnh giới tâm thủ thắng vi diệu. Phật tử Đại Bồ Tát trụ vào 10 thứ tâm thủ thắng vi diệu đó rồi, liền đắc được 10 thứ trí thiện xảo Phật pháp. Những gì là 10? Đó là trí thiện xảo thấu đạt Phật pháp thâm sâu, trí thiện xảo sinh ra Phật pháp rộng lớn, trí thiện xảo tuyết nói đủ thứ Phật pháp, trí thiện xảo chứng nhập Phật pháp bình đẳng, trí thiện xảo thấu rõ Phật pháp khác biệt, trí thiện xảo ngộ hiểu Phật pháp không khác biệt, trí thiện xảo vào sâu Phật pháp trang nghiêm, trí thiện xảo một phương tiện vào Phật pháp, trí thiện xảo vô lượng phương tiện vào Phật pháp, trí thiện xảo biết vô biên Phật pháp không khác biệt, trí thiện xảo dùng tự tâm tự lực đối với tất cả Phật pháp không thối chuyển. Đó là 10. Các vị Phật tử Đại Bồ Tát trụ vào 10 thứ tâm thủ thắng vi diệu đó rồi, đến đắc được 10 thứ trí huệ thiện xảo Phật pháp. Những gì là 10? Đó là 1. Trí thiện xảo phương tiện thấu rõ thông đạt Phật pháp thâm sâu. 2. Trí huệ thiện xảo phương tiện sinh ra Phật pháp rộng lớn vô biên. 3. Trí huệ thiện xảo phương tiện tuyên nói đủ thứ Phật pháp. 4. Trí huệ thiện xảo phương tiện chứng nhập Phật pháp bình đẳng. 5. Trí huệ thiện xảo phương tiện thấu rõ Phật pháp khác biệt. 6. Trí huệ thiện xảo phương tiện ngộ hiểu Phật pháp không khác biệt. 7. Trí huệ thiện xảo phương tiện vào sâu Phật pháp trang nghiêm. 8. Trí huệ thiện xảo phương tiện dùng một phương tiện vào Phật pháp. 9. Trí huệ thiện xảo phương tiện dùng vô lượng phương tiện vào Phật pháp. 10. Trí huệ thiện xảo phương tiện biết vô biên Phật pháp không khác biệt. 11. Trí huệ thiện xảo phương tiện dùng tự tâm tự lực đối với tất cả Phật pháp không thối chuyển. Ở trên có 11 thứ, 2 thứ sau hợp là 1 thứ. Đó là 10 thứ trí huệ thiện xảo phương tiện. Phật tử Đại Bồ Tát nghe pháp này rồi, đều nên phát tâm cung kính thọ trì. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát trì pháp này ít làm công lực, mau đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đều được đầy đủ tất cả Phật pháp, đều đồng với pháp của chư Phật ba đời. Các vị Phật tử Đại Bồ Tát nghe những pháp môn đó rồi, đều nên phát tâm cung kính thọ trì. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát trì pháp này thì làm rất ít công lực, nhưng lại mau đắc được quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác, tự tánh đầy đủ tất cả Phật pháp, hoàn toàn đồng với pháp của chư Phật ba đời đã nói. Bây giờ do thần lực của Phật, vì pháp như vậy nên 10 phương đều có các thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, trong ngàn ước na do thang cõi Phật, đều 6 thứ chấn động. Mưa xuống tất cả mây hoa, mây hương, mây bột hương, y lọng tràng phan, báu mani, cùng với mây tất cả đồ trang nghiêm, mưa xuống mây các kỹ nhạc, mưa xuống mây các Bồ Tát, mưa xuống mây bất khả thuyết sắc tướng Như Lai, mưa xuống mây bất khả thuyết tán thán Như Lai lành thay, mưa xuống mây âm thanh Như Lai đầy khắp tất cả pháp giới, mưa xuống mây bất khả thuyết thế giới trang nghiêm, mưa xuống mây bất khả thuyết tăng trưởng Bồ Đề, mưa xuống mây bất khả thuyết quang minh chiếu sáng, mưa xuống mây bất khả thuyết thần lực thuyết pháp, thảy đều hơn ở các cõi trời. Lúc đó do đại oai thần lực của Phật, vì pháp phải như vậy cho nên mười phương đều có các thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thiết trăm ngàn ước na do tha cõi Phật, đồng thời đều có 6 thứ chấn động, động dũng khởi, chấn hống kích, mưa xuống tất cả, mây hoa, mây hương, mây bột hương, mây y lọng, mây tràng phan, mây báu, mani, cùng với mây tất cả đồ trang nghiêm, mưa xuống mây báu các kỹ nhạc, lại mưa xuống mây báu các Bồ Tát, lại mưa xuống mây báu bất khả thuyết sắc tướng Như Lai, lại mưa xuống mây báu bất khả thuyết tán thán Như Lai lành thay, lại mưa xuống mây báu âm thanh Như Lai đầy khắp tất cả pháp giới, lại mưa xuống mây báu bất khả thuyết thế giới trang nghiêm, lại mưa xuống mây báu bất khả thuyết tăng trưởng Bồ Đề, lại mưa xuống mây báu bất khả thuyết quang minh chiếu sáng, lại mưa xuống mây báu bất khả thuyết thần lực thuyết pháp thảy đều hơn ở các cõi trời. Như trong cung điện Bồ Đề Tràng, dưới cội Bồ Đề, 4 thiên hạ thế giới này đều thấy Đức Như Lai thành đẳng chánh giác diễn nói pháp này. Trong mười phương tất cả các thế giới cũng là như thế. Như trong cung điện Bồ Đề Tràng, dưới cội Bồ Đề, 4 thiên hạ thế giới này đều thấy Đức Như Lai thành đẳng chánh giác ở đó diễn nói pháp này. Trong mười phương tất cả các thế giới cũng là như thế. Bấy giờ do thần lực của Phật, vì pháp như vậy nên mười phương đều vượt ngoài số thế giới, nhiều như số hạt bụi, 10 bất khả thuyết cõi Phật có các đại Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi, 10 cõi Phật đi đến cõi này, đầy khắp mười phương đều nói như vậy. Lành thay Phật tử, có thể nói đây là pháp thệ nguyện thọ ký rộng lớn thâm sâu nhất của chư Phật Như Lai. Lúc đó do thần lực của Phật, vì nói pháp là phải như vậy nên mười phương đều vượt ngoài số thế giới, nhiều như số hạt bụi, 10 bất khả thuyết cõi Phật, lại có các đại Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi, 10 cõi Phật đi đến cõi này, đầy khắp mười phương, các ngài đều nói như vậy. Lành thay Phật tử, có thể nói đây là pháp thệ nguyện thọ ký rộng lớn thâm sâu nhất của chư Phật Như Lai. Phật tử, chúng tôi tất cả đều đồng danh hiệu là Phổ Hiền, đều từ thế giới Phổ Thắng, chỗ Đức Như Lai Phổ Tràng tự tại đi đến cõi này, do đều nhờ thần lực của Phật mà trong tất cả mọi nơi đều diễn nói pháp này. Như chúng hội này, lời nói đều như vậy, tất cả đều bình đẳng, không có thêm bớt. Chúng tôi đều nương oai thần lực của Phật đến đạo tràng này để vì ngài làm chứng. Lại gọi một tiếng Phật tử, chúng tôi tất cả đều đồng danh hiệu là Phổ Hiền, chúng tôi đều từ thế giới Phổ Thắng, chỗ Đức Như Lai Phổ Tràng tự tại đi đến thế giới Ta Bà này, bởi đều nhờ đại oai thần lực của Phật mà trong tất cả mọi nơi đều diễn nói diệu pháp Bồ Tát thệ nguyện thọ ký này. Như chúng hội này, lời nói đều như vậy, mười phương thế giới cũng nói pháp này, tất cả đều bình đẳng, cũng không thêm cũng không bớt. Các Bồ Tát chúng tôi đến đây đều nương đại oai thần lực của Phật mà đến đạo tràng pháp hội Hoa Nghiêm này để vì ngài chứng minh diệu pháp này. Như đạo tràng này, các Bồ Tát chúng tôi nhiều như số hạt bụi, 10 cõi Phật đến làm chứng. Trong mười phương tất cả thế giới cũng đều như thế. Giống như đạo tràng này, các Bồ Tát chúng tôi nhiều như số hạt bụi, 10 cõi Phật đặc biệt đến để làm chứng. Trong mười phương tất cả thế giới đều có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi, 10 cõi Phật đến để làm chứng cũng đều như thế. Bấy giờ đại Bồ Tát Phổ Hiền nhờ thần lực của Phật và sức căn lành của mình quan sát mười phương khắp pháp giới, muốn khai thị hạnh Bồ Tát, muốn tuyên nói cảnh Bồ Đề của Như Lai, muốn nói cảnh giới đại nguyện, muốn nói kiếp số của tất cả Như Lai, muốn nói chư Phật tùy thời xuất hiện, muốn nói Như Lai tùy căn thành tục của chúng sinh mà xuất hiện, khiến cho họ cúng dường, muốn biết rõ Như Lai ra đời công không đúng qua, muốn biết rõ sự gieo trồng căn lành sẽ được quả báo, muốn biết rõ đại oai đức của Bồ Tát vì tất cả chúng sinh hiện hình thuyết pháp, khiến cho họ khai ngộ mà nói kệ rằng. Lúc đó đại Bồ Tát Phổ Hiền nương đại oai thần lực của Phật và sức căn lành thuở xưa của mình đã tu, quan sát mười phương cho đến tận hư không khắp pháp giới, muốn khai thị hạnh của các Bồ Tát tu, muốn tuyên nói cảnh Bồ Đề của Như Lai, muốn diễn nói pháp môn đại nguyện của Bồ Tát, muốn diễn nói kiếp số thành trụ hại không của tất cả thế giới, muốn minh bạch nhân duyên Phật xuất hiện ra đời, muốn nói Như Lai tùy theo căn tánh chúng sinh thành thục mà xuất hiện ra đời, giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh cúng dường Phật, tăng trưởng đại phước huệ, muốn biết rõ Như Lai xuất hiện ra đời, công đức đó không luống qua, muốn biết rõ sự gieo trồng căn lành sẽ đắc được quả báo, muốn biết rõ đại oai đức của Bồ Tát vì tất cả chúng sinh hiện thân thuyết pháp, khiến cho chúng sinh nghe pháp mà khai ngộ. Bồ Tát đại hạnh Phổ Hiền lại dùng 121 bài kệ để nói rõ. Các vị nên hoan hỉ, xả lìa hết các cái, một lòng cung kính nghe các hạnh nguyện Bồ Tát. Bồ Tát Phổ Hiền đối với đại chúng pháp hội Hoa Nghiêm nói: các vị mọi người nên thành tịnh tâm mình, sinh đại hoan hỷ, xả bỏ hết tất cả tâm si tâm vọng, cuồng tâm dã tính, trừ diệt hết tất cả các cái, tham dục cái, sân hận cái, thủy miên cái, trạo hối cái, nghi pháp cái, chuyên tâm nhất trí để cung kính nghe pháp này. Đây là đại thể đại nguyện thuở xưa của Bồ Tát đã phát ra, là đại hạnh của Bồ Tát tu. Thuở xưa các Bồ Tát tối thắng nhân sư tử như các ngài tu hành, tôi sẽ lần lượt nói. Thuở xưa hết thầy Bồ Tát tối thủ thắng nhân sư tử Phật như hạnh môn các ngài tu trì, hiện tại tôi y chiếu theo thứ tự để nói rõ ràng cho các vị nghe, hy vọng các vị y pháp tu hành thì chắc chắn sẽ chứng được lợi ích không thể nghĩ bàn. Cũng nói các kiếp số, thế giới và các nghiệp cùng với đấng vô đẳng xuất hiện ra nơi đời. Cũng phải nói tất cả kiếp số của thế giới thành trụ hoại không của thế giới và tất cả nghiệp quả tuần hoàn báo ứng cùng với chư Phật thành Phật như thế nào thì hiện ra đời trong hết thảy thế giới. Như vậy Phật quá khứ đại nguyện hiện ra đời vì chúng sinh diệt trừ các khổ não ra sao, giống như quá khứ hiện tại vị lai ba đời chư Phật, các ngài vì đại nguyện đã phát ra thuở xưa mà xuất hiện ra đời để giáo hóa chúng sinh. Làm thế nào để có thể diệt trừ tất cả phiền não cho chúng sinh, lúc nào cũng muốn khiến cho chúng sinh liệu khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Tất cả luận sư tử tiếp tục tu viên mãn, được pháp Phật bình đẳng, tất cả cảnh giới trí. Pháp của tất cả chư Phật tu tiếp tục viên mãn, đắc được pháp môn bình đẳng của chư Phật và tất cả cảnh giới trí huệ rốt ráo. Chư Phật đã để lại cho chúng ta con đường quang minh bằng phẳng, chỉ cần chúng ta dũng mãnh tinh tấn thì nhất định sẽ đạt được niết bàn rốt ráo. Thấy được đời quá khứ, tất cả nhân sư tử, phóng lưới đại quang minh, chiếu khắp mười phương cõi. Thấy được tất cả chư Phật đời quá khứ, phóng lưới đại quang minh, chiếu khắp mười phương thế giới. Chúng sinh gặp được quang minh này, liền phát tâm Bồ Đề, tu vô thượng đạo. Suy ngẫm phát nguyện này, tôi sẽ làm đèn sáng, đầy đủ Phật công đức, mười lực nhất thiết trí. Suy ngẫm phát thệ nguyện này, tôi sẽ làm đèn sáng cho thế gian, chiếu soi chúng sinh mê muội mất phương hướng, khiến cho họ tìm được đại đạo bằng phẳng, bình an đạt đến niết bàn, đầy đủ công đức của chư Phật, mười lực của Phật và nhất thiết trí của Phật. Tất cả các chúng sinh tham sân si thiêu đốt, tôi sẽ cứu thoát họ, khiến diệt khổ đường ác. Hết thảy tất cả chúng sinh đều có tâm tham, tâm sân, tâm si, giống như lửa mạnh thiêu đốt. Hiện tại tôi phải cứu họ thoát khỏi, đắc được giải thoát, khiến cho họ tiêu diệt khổ ba đường ác. Phát thệ nguyện như vậy, kiên cố không thối chuyển, tu đủ hạnh Bồ Tát, được mười lực vô ngại. Hết thảy chư Phật và chư Bồ Tát, các ngài đều phát thệ nguyện này. Thệ nguyện này kiên cố vĩnh viễn không thối chuyển, đầy đủ hạnh của Bồ Tát tu hành, đắc được viên mãn mười lực vô ngại. Thệ nguyện như vậy rồi, tu hành không thối khiếp, việc làm đều không hư, nói tên luận sư tử. Bồ Tát phát thệ nguyện đó rồi, tu hành tất cả Bồ Tát đạo, vĩnh viễn không thối khiếp về sau, việc làm đều không luống qua, đều có sự thành tựu, nói danh hiệu đều thành Phật. Ở trong một hiền kiếp, ngàn Phật hiện ra đời, hết thảy phổ nhãn đó, tôi sẽ lần lượt nói. Tại một hiền kiếp, hiện tại là hiền kiếp thứ 9, trụ kiếp trong kiếp diệt, có ngàn vị Phật, Phật Thích Ca là vị Phật thứ 4 xuất hiện ra đời. Ở đó hết thảy Bồ Tát phổ nhãn, tôi hiện tại chiếu theo thứ tự để nói. Như trong một hiền kiếp, vô lượng kiếp cũng vậy, Phật hạnh vị lai đó tôi sẽ phân biệt nói. Ở trong một hiền kiếp, có ngàn vị Phật ra đời giáo hóa chúng sinh, trong vô lượng kiếp cũng như thế. Hạnh môn mà chư Phật vị lai tu hành tôi sẽ phân biệt nói rõ. Như một loài cõi Phật, vô lượng cõi cũng thế, đấng thập lực vị lai, này tôi nói các hạnh. Ở trong một cõi Phật, có giống loại nhiều như số hạt bụi, ở trong vô lượng cõi Phật cũng như thế. Thế Tôn vị lai tu hành các hạnh. Bây giờ tôi phải nói kỹ càng với mọi người. Phật lần lượt ra đời, tùy nguyện tùy danh hiệu, tùy theo được thọ ký, tùy theo sự thọ mạng. Tất cả chư Phật lần lượt xuất hiện ra đời, tùy theo nguyện các ngài đã phát ra thuở xưa, tùy theo danh hiệu của các ngài có được, tùy theo các ngài được thọ ký, tùy theo thọ mạng của các ngài có được. Hôm nay ngày 20 tháng 1 năm 1978, thiền thất 3 tuần lễ sắp kết thúc, chỉ còn 3 tiếng đồng hồ nữa, hy vọng các vị đắc được thắng lợi cuối cùng. Thời gian cuối cùng có thể khai ngộ trong khóa thiền thất này, mỗi người đắc được lợi ích, Nhưng người uống nước nóng lạnh tự biết. Hôm nay kết thúc thiền thất, tôi nói ra một bài kệ. Các vị dùng bài kệ này để tham khảo, hoặc là cuối cùng phút chốc có thể khai ngộ một chút. Năm nay ngày này xong thiền thất, cầu danh cầu lợi các thứ vật, hai chân duỗi thẳng, hai mắt nhắm, tổ dạy oanh vũ kế thoát lòng. Năm nay ngày này kết thúc xong thiền thất. Nếu muốn cầu danh thì có thể chạy về hướng đông, muốn cầu lợi thì có thể chạy về hướng tây. Cầu danh cầu lợi, chạy lại đông tây, đã xong thiền thất, ai muốn chạy thì cứ chạy. Chúng ta nên nhớ hướng tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, khi Ngài mới đến Trung Quốc chưa độ được ai, thì gặp con chim oanh vũ biết nói. Chim oanh vũ hướng về Ngài cầu pháp, hỏi Ngài làm thế nào để thoát lòng. Đạt Ma tổ sư đáp, kế thoát lòng, kế thoát lòng. Hai chân duỗi thẳng, hai mắt nhắm, đó là kế thoát lòng. Hiện tại chúng ta đã xong thiền thất. Nếu muốn chấm dứt sinh tử thì hai chân duỗi thẳng, hai mắt nhắm. Đây là Đạt Ma tổ sư dạy chim oanh vũ kế thoát lòng. Chúng ta cảm thấy chưa thể thoát lòng, thế nên dùng pháp môn phương tiện để tìm cửa thoát lòng. Tùy sự tu chánh pháp, chuyên cầu đạo vô ngại, tùy giáo hóa chúng sinh, chánh pháp trụ thế gian. Tùy theo sự tu hành chánh pháp, chuyên tâm siêng cầu viên mãn đạo Bồ Đề vô ngại. Tùy thuận sự giáo hóa chúng sinh, khiến cho chánh pháp mãi mãi trụ thế gian. Tùy sự tịnh cõi Phật, chúng sinh và pháp luân, diễn nói thời phi thời, thứ tự tịnh quẩn sinh. Khắp nơi thanh tịnh trang nghiêm, tất cả cõi nước chư Phật giáo hóa chúng sinh, thường chuyển pháp luân, thì diễn nói pháp thì hợp thời, không đúng thời thì không nói pháp, để từng bước thanh tịnh hết thảy chúng sinh. Tùy theo nghiệp chúng sinh, thực hành và tin hiểu, thượng trung hạ khác nhau, hóa họ khiến tu tập. Tùy theo hết thảy nghiệp quả, hết thảy hành vi, hết thảy tin hiểu của chúng sinh tạo ra, có căn tánh thượng trung hạ ba thứ khác nhau, đều có cảnh giới khác nhau. Tùy thời giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ tu tập pháp môn viên dung vô ngại. Nhập vào trí như vậy, tu hành hạnh tối thắng, thường làm nghiệp phổ hiền, rộng độ các chúng sinh. Chứng được trí huệ như ở trước đã nói, tu hạnh môn tối thủ thắng, thường làm nghiệp của Bồ Tát phổ hiền tu, rộng độ tất cả chúng sinh. Thần nghiệp không chướng ngại, lời nghiệp đều thanh tịnh, ý hành cũng như thế, ba đời đều như vậy. Vì thần nghiệp thanh tịnh không phạm sát đạo dâm ba giới, cho nên không có chướng ngại. Lời nghiệp cũng thanh tịnh, chẳng phạm nói dối, theo dệt, hai lưỡi, chửi mắng bốn giới. Ý nghiệp cũng thanh tịnh, chẳng phạm tham sân si ba giới. Chư Phật ba đời đều giữ gìn giới luật như thế, Bồ Tát hành như thế, rốt ráo đạo phổ hiền, sinh ra tịnh trí nhiệt, chiếu khắp nơi pháp giới. Bồ Tát tu hạnh môn này, rốt ráo viên mãn pháp của Bồ Tát phổ hiền tu, sinh ra trí huệ mặt trời thanh tịnh, ánh sáng trí huệ đó chiếu khắp pháp giới hết thảy tất cả chúng sinh. Các kiếp đời vị lai, cõi nước bất khả thuyết, một niệm đều biết rõ, nơi đó không phân biệt. Tất cả kiếp đời vị lai, có cõi nước nhiều bất khả thuyết, Bồ Tát ở trong một niệm đều biết rõ tất cả cảnh giới, đối với tất cả cảnh giới đều không có sự phân biệt. Hành giả nhập vào được bậc tối thắng như vậy, các pháp Bồ Tát này tôi sẽ nói ít phần. Người tu hành mới hướng nhập vào cảnh giới này, bậc tối thủ thắng như vậy, tất cả pháp này của Bồ Tát tôi sẽ nói ít phần. Trí huệ không bỏ mé, thông đạt cảnh giới Phật, tất cả đều khéo vào, tu hành không thối chuyển. Trí huệ chẳng có bờ mé, thông đạt cảnh giới chư Phật, tất cả cảnh giới đều khéo vào, tu hành tinh tấn tiến về trước, tuyệt đối không thối lùi về sau. Đầy đủ huệ phổ hiền, thành mãn nguyện phổ hiền, vào nơi trí vô đẳng, tôi sẽ nói hạnh đó. Đầy đủ trí huệ của Bồ Tát phổ hiền, thành tựu hạnh nguyện của Bồ Tát phổ hiền, chứng được trí huệ không gì so sánh được. Tôi sẽ vì quý vị tất cả mọi người nói pháp môn này, làm thế nào để tu hành. Ở trong một hạt bụi đều thấy các thế giới, chúng sinh nếu nghe được, tâm mê loạn phát cuồng. Trong mỗi hạt bụi có thể thấy được hết thảy tất cả thế giới. Pháp môn này nếu chúng sinh nghe được, trong tâm không thể tin, ngược lại sinh tâm mê loạn mà phát cuồng. Họ sinh tâm hoài nghi, làm thế nào mà ở trong một hạt bụi có thể hiện ra hết thảy thế giới. Như nơi một hạt bụi, tất cả bụi cũng thế, thế giới đều vào trong, như vậy không nghĩ bàn. Chẳng những ở trong một hạt bụi có thể hiện ra hết thảy cõi nước, mà ở trong hết thảy hạt bụi cũng đều như thế. Hết thảy thế giới đều có thể nhập vào trong một hạt bụi. Cảnh giới này không thể dùng tâm suy ngẫm, không thể luận bàn, là pháp diệu không thể tả. Trong mỗi hạt bụi có pháp mười phương ba đời, các cõi đều vô lượng, đều phân biệt biết được. Ở trong mỗi hạt bụi có chư Phật mười phương ba đời, có pháp mười phương ba đời, có tăng mười phương ba đời, các cõi cũng là vô lượng. Bồ Tát thành tịnh biết rõ những cảnh giới này. Trong mỗi hạt bụi có vô lượng loại cõi Phật, đủ thứ đều vô lượng, chẳng gì mà không biết. Ở trong mỗi hạt bụi có vô lượng loại cõi Phật khác nhau, có thế giới ngửa, thế giới úp, có thế giới dài, thế giới ngắn, có thế giới tròn, thế giới vuông, đủ thứ hình trạng, đều là vô lượng vô biên. Mỗi cõi Phật, mỗi thế giới, Bồ Tát chẳng có gì mà không biết. Hết thảy trong pháp giới, đủ thứ các tướng lạ, cõi loài đều khác nhau, đều phân biệt biết được. Ở trong pháp giới, hết thảy cảnh giới, hết thảy tướng thể, hết thảy cõi loại đều khác nhau, nhưng Bồ Tát đều phân biệt biết rất rõ ràng. Vào sâu trí vi tế, phân biệt các thế giới, tất cả kiếp thành hoại đều thấu rõ nói được. Vào sâu trí huệ vi tế, phân biệt cảnh giới của tất cả thế giới, hết thảy kiếp thành trụ hoại không như thế nào, Bồ Tát đều thấu rõ nói ra được. Biết các kiếp dài ngắn, ba đời tức một niệm, các hạnh giống chẳng giống đều phân biệt biết được. Biết tất cả kiếp hoặc dài hoặc ngắn, kéo dài làm ba đời, thu ngắn lại một niệm, tất cả hạnh môn hoặc giống hoặc chẳng giống, Bồ Tát đều phân biệt biết được. Và sâu các thế giới, rộng lớn chẳng rộng lớn, một thân vô lượng cõi, một cõi vô lượng thân. Và sâu tất cả thế giới, hoặc là thế giới rộng lớn hoặc thế giới nhỏ hẹp, lại một thân vào vô lượng cõi, một cõi lại vào vô lượng thân, hết thảy trong mười phương, các thế giới khác loại, vô lượng tướng rộng lớn, tất cả đều biết được. Ở trong mười phương hết thảy tất cả thế giới khác loại, là tướng rộng lớn vô lượng, Bồ Tát đối với tướng này đều biết được. Trong tất cả ba đời, vô lượng các cõi nước, đầy đủ trí thâm sâu, đều rõ đó thành hoại. Ở trong tất cả ba đời, có cõi nước vô lượng vô biên, Bồ Tát đầy đủ trí huệ thâm sâu, không thể nghĩ bàn, hiểu rõ các cõi nước ba đời, thành như thế nào, trụ như thế nào, hoại như thế nào, không như thế nào, nhìn một cái thì biết rõ ràng. Mười phương các thế giới, có thành hoặc có hoại, như vậy bất khả thuyết, hiền đức đều hiểu sâu. Mười phương hết thảy thế giới, có thế giới đang thời kỳ thành trụ, có thế giới đang thời kỳ hoại không, các thế giới như vậy nhiều bất khả thuyết, Bồ Tát hiền đức đều hiểu thâm sâu. Hoặc có các cõi nước, đủ thứ cõi nghiêm sức, các cõi cũng như thế, đều do nghiệp thanh tịnh. Hoặc có tất cả cõi nước, có đủ thứ sự trang nghiêm, trong tất cả cõi cũng có đủ thứ sự trang nghiêm, đó là do nghiệp thanh tịnh của chúng sinh, cho nên mỗi địa phương đều thanh tịnh trang nghiêm. Hoặc có các thế giới vô lượng thứ tạp nhiễm, đều do chúng sinh cảm, tất cả như họ làm. Hoặc có tất cả thế giới có vô lượng thứ tạp nhiễm, ngũ thú tạp cư địa, đây cũng là do nghiệp lực của chúng sinh sở cảm mà tạo thành. Chúng sinh nhiều nghiệp tạp nhiễm thì thế giới đó sẽ nhiễm ô, chúng sinh nhiều nghiệp thanh tịnh thì thế giới đó sẽ thanh tịnh, chúng sinh nhiều nghiệp ác thì nghiệp lành ít, chúng sinh nhiều nghiệp lành thì nghiệp ác ít, tất cả đều do hành vi của chúng sinh mà tạo thành. Vô lượng vô biên cõi, biết rõ tức một cõi, như vậy vào các cõi, số đó bất khả thuyết. Trong hư không có vô lượng vô biên cõi Phật, nếu minh bạch được thì vô lượng vô biên cõi Phật tức là một cõi tức là vô lượng vô biên cõi Phật. Biết rõ tất cả cõi Phật như vậy, số đó nhiều bất khả thuyết, không biết được. Tất cả các thế giới đều vào trong một cõi, thế giới chẳng phải một, lại cũng không tạp loạn. Hết thảy tất cả thế giới, thảy đều quy nạp vào trong một cõi Phật, nhưng mỗi thế giới vẫn khác nhau, đều đầu ra đó, chẳng tạp loạn nhau. Tóm lại chẳng phải nói đem hết thảy thế giới vào trong một cõi Phật thì biến thành một thế giới, chẳng phải vậy. Vô lượng các thế giới đó vẫn rõ ràng, không ngại nhau, cũng chẳng tạp loạn nhau. Thế giới có úp ngửa, hoặc cao, hoặc lại thấp, đều do tưởng chúng sinh để phân biệt biết được. Hình dáng của thế giới đều khác nhau, có thế giới ngửa, có thế giới úp, có thế giới cao, có thế giới thấp, đó là do vọng tưởng của chúng sinh mà tạo thành. Có vọng tưởng gì thì hiện ra thế giới hình dáng đó, Bồ Tát phân biệt, biết rất rõ ràng. Các thế giới rộng lớn, vô lượng không bờ mé, biết đủ thứ là một, biết một là đủ thứ. Tất cả thế giới rộng lớn vô lượng cũng vô biên, biết thế giới rộng lớn và thế giới hẹp đều là một thế giới, biết đủ thứ thế giới là một thế giới, biết một thế giới là đủ thứ thế giới. Đây là cảnh giới sự lý viển dùng vô ngại. Phổ hiền các Phật tử hay dùng trí phổ hiền, biết rõ số các cõi, số đó không bờ mé. Các vị Bồ Tát phổ hiền đệ tử của Phật hay dùng trí huệ của Bồ Tát phổ hiền thì sẽ biết rõ số lượng của tất cả cõi, số lượng cõi Phật đó chẳng có bờ mé.